Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Khoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự đặc biệt về lễ kỷ niệm 17 năm của Liên đoàn Hướng đạo Potomac. Kính chào quý vị, hôm nay chúng tôi có mặt tại trường Forest Knoll ở Gaithersburg, vùng Maryland. Hôm nay Liên đoàn Potomac kỷ niệm 17 năm thành lập. Hướng đạo Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Liên đoàn Potomac kỷ niệm 17 năm thành lập. Tại trường Forest Oak Middle School, thành phố Silver Spring, thuộc tiểu bang Maryland, Liên đoàn Potomac, ngày 19 tháng 11, 2011, kỷ niệm 17 năm thành lập và sinh hoạt. Trong 17 năm qua, Liên đoàn Hướng đạo Potomac, từ những trưởng kỳ cựu như trưởng Võ Thành Nhân, trưởng Bùi Vũ Đức, trưởng Quế Chi, trưởng Lâm, trưởng Sơn, trưởng Hạnh, đoàn đã đào tạo nhiều khuôn mặt trẻ để lần lượt trở thành trưởng và nắm đoàn. Với phương châm sắp sẵn, giúp ích, dấn thân, các trưởng và các hướng đạo sinh Liên đoàn Potomac đã trở thành những biểu tượng của người hướng đạo sinh tiêu biểu, thực hiện những việc công ích cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội đúng theo tinh thần hướng đạo. Đặc biệt, trong lễ kỷ niệm 17 năm thành lập, một buổi trao giải cho các hướng đạo sinh xuất sắc. Bằng tưởng lệ, đối với các phụ huynh đã cho con em mình đến sinh hoạt với Liên đoàn Potomac. Em có hai cháu đi hướng đạo ở đoàn Potomac cũng được rất là lâu. Mấy cháu đi hồi con gái thì đi từ Daisy lên, trai thì đi từ Cup lên. Cho nên có đoàn này sự thật rất là tốt, dạy dỗ cho mấy cháu học hỏi rất được nhiều về leadership. Cảm tưởng của em hôm nay thật là vui. Năm nào cái anniversary của đoàn Potomac tổ chức cũng rất là chu đáo. Mọi cha mẹ, phụ huynh tới đầy đủ và màn văn nghệ thật là hấp dẫn. Nhiều hướng đạo sinh đã trở thành Eagle Scout, hướng đạo đại bàng, một vinh dự của cuộc đời hướng đạo. Tôn chỉ của Liên đoàn Hướng đạo Potomac là đào luyện leadership, tinh thần lãnh đạo, mà đầu tiên là làm chủ bản thân mình, làm chủ thời giờ của mình và sau đó biết cách để nắm đoàn, trở thành một trưởng của đoàn hướng đạo. Hôm nay liên đoàn em rất may mắn là đã ăn mừng được 17 năm của chuyện rất vui và hướng đạo sinh sinh hoạt với nhau rất vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của Liên đoàn Potomac. Hôm nay là đặc biệt là liên đoàn thay khăn quàng, tại vì hướng đạo sinh rất đông rồi, thành bây giờ hết khăn quàng để phát ra, thành là bây giờ liên đoàn đặt khăn quàng mới, thành là hôm nay rất đặc biệt là các hướng đạo sinh mà đã tuyên hứa rồi là nhận được khăn quàng mới. Nhiều trưởng tuy đã ra khỏi đoàn vì công việc hoặc đi học xa, vẫn trở về để sống lại không khí hướng đạo, sinh hoạt bên nhau trong cùng một lý tưởng dấn thân và giúp ích. Đặc biệt, ngày hôm đó có sự thay đổi liên đoàn trưởng. Từ liên đoàn trưởng Mỹ Hạnh 3 năm qua, nay trưởng Mỹ Hương lên nhận lãnh chức liên đoàn trưởng Liên đoàn Hướng đạo Potomac. Dạ thưa anh, thì như mọi năm đó thì là Liên đoàn Potomac lúc nào cũng có một tổ chức là để tổ chức kỷ niệm. Năm nay là được 17 năm rồi, cho nên liên đoàn càng ngày càng mạnh và càng ngày càng có nhiều hướng đạo sinh hơn và có nhiều phụ huynh và nhiều trưởng để mà giúp liên đoàn hơn, để mà cho những chương trình của hướng đạo càng ngày càng phong phú. Cho nên là năm nay thì tụi em có tổ chức một cái tiệc nhỏ để mà ăn mừng, đón mừng những hướng đạo sinh mới và tổ chức phát phần thưởng và bằng khen cho những hướng đạo sinh xuất sắc của năm qua. Thì năm vừa rồi Liên đoàn Potomac có đi dự hai trại lớn, một trại là trại Lửa Việt ở bên Virginia và trại thứ hai là tụi em có đi lên tới tận Boston để mà dự trại miền. Thì rất là vui và năm kế thì chắc chắn là liên đoàn bây giờ là cỡ cũng gần 100 em rồi và cũng được khoảng 20 trưởng, nên càng ngày các em với liên đoàn, với các anh chị phụ huynh, với sự giúp đỡ rất là quý báu của các anh chị phụ huynh thì Liên đoàn Potomac sẽ càng ngày càng mạnh và em rất vui về cái điều đó. Sau lễ kỷ niệm 17 năm thành lập, sau những giờ phút trao bằng tưởng thưởng trang nghiêm và cảm động, buổi lễ kết thúc
với một buổi tiệc nhẹ cho tất cả các hướng đạo sinh, phụ huynh cũng như các trưởng. Phóng sự chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào quý vị. Sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin liên quan đến cuộc hồi ngộ của một người tị nạn sau 34 năm do Thi Nga thực hiện. Thi Nga kính chào quý khán thính giả và mời quý vị cùng nghe một câu chuyện kỳ thú của người Việt ở hải ngoại. Phi cảng Rochester tại mạn Bắc, tiểu bang New York, Hoa Kỳ vào đêm thứ Hai vừa qua là bối cảnh đoàn tụ của một gia đình người Việt tị nạn. Ông Trương Văn Hào, 54 tuổi, mừng mừng tủi tủi, ôm chặt đứa con lưu lạc cả 34 năm qua. Con trai ông mà suốt thời gian đó được người Thái nuôi và gọi là Samat Khum Khao thì cười rạng rỡ, được cha và họ hàng ôm lấy trong vòng tay yêu thương. Cô của anh tên là Hồng, vừa cười vừa khóc, nước mắt chan hòa. Trường hợp của cha con ông Trương Văn Hào khiến mọi người không khỏi nhớ lại hải trình đau thương của hàng trăm ngàn thuyền nhân vượt cái chết để đi tìm tự do. Sau khi quân Cộng sản lấn chiếm miền Nam năm 1975, hầu hết mọi người ở phía Nam vĩ tuyến 17 đều tìm đường lánh nạn, bất chấp hiểm nguy. Tháng Chạp năm 1977, ông Hào khi ấy 20 tuổi, cùng với vợ và đứa con mới được 7 tháng vượt biển. Chiếc tàu hướng tới phía Thái Lan không may lọt vào tay hải tặc. Sau 4 ngày bị bắt, ông Hào và những người đàn ông thanh niên bị chúng ném xuống biển. Ông kể lại là không có gì bám víu, vậy mà không hiểu sao ông sống sót và được một chiếc tàu đánh cá vớt lên sau hơn 16 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển cả. Được đưa đến một trại tị nạn trên đất Thái, ông đau đớn, không rõ phận số của người vợ trẻ và đứa con bé bỏng mà bọn cướp biển còn bắt giữ trên tàu của chúng ra sao. Vài tuần sau thì nghe tin dữ là xác vợ ông và xác một phụ nữ khác, nạn nhân của hải tặc, trôi dạt vào bờ. Không có tin gì về con, tuy nhiên ông Hào nhớ lại mấy ngày bị bắt giữ trên tàu của hải tặc. Bọn chúng rất thích đứa bé, khen là em bé dễ thương quá, cho nên ông không nghĩ là chúng giết đứa bé. Ông nuôi hy vọng ấy, những mong là con mình còn sống và được người nào đó nuôi nấng. Năm 1978, ông Trương Văn Hào được một người bác định cư ở Louisiana bảo trợ qua Mỹ. Cuối năm đó, ông tới Rochester thăm họ hàng của người vợ quá cố và rồi ông định cư luôn tại đó, ở vùng Henrietta. Ông học nghề thợ tiện máy và làm nghề này xây dựng lại cuộc sống. Ông tái giá và có 4 đứa con với người vợ sau. Tuy nhiên trong lòng lúc nào ông cũng mong có ngày gặp lại được đứa con lưu lạc. Ông nhờ hội Hồng Thập Tự truy tìm tung tích đứa con mà ông đặt tên là Khải. Ông cũng tìm kiếm tin tức trên Internet. Bị sa thải vào năm 2009, ông có nhiều thì giờ hơn cho việc đó. Tháng 6 năm nay thì ông quyết định tới Thái Lan để tự mình xúc tiến việc tìm con. Tìm mãi mà không có tung tích gì. Chiếu khán của ông trên đất Thái gần hết hạn, thì may sao tin từ một cán sự xã hội đã đưa ông tìm tới đứa con mà sau này mang tên là Samat Khum Khao ở tỉnh Surat Thani. Anh này hiện làm nghề thợ mộc, có vợ và 2 con. Samat nói tiếng Thái, ông thì nói tiếng Việt và tiếng Anh. Thành ra ông Trương thuật lại là tuy không nói với nhau được, nhưng tình máu mủ làm cho cha con gắn bó với nhau ngay và ông lưu lại đó gần 3 tuần. Trở lại Mỹ, ông Trương Văn Hào yêu cầu nghị sĩ Charles Schumer can thiệp cho con ông được sang thăm cha. Nghị sĩ Schumer đã thúc giục đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan cấp visa du lịch B2 cho Samat Khum Khao. Và đêm hôm thứ Hai vừa rồi, Samat Khum Khao đặt chân tới phi trường Rochester. Cha anh, họ hàng và thân hữu, 20 mấy người chờ đón. Họ vẫy vẫy những chiếc cờ Mỹ nho nhỏ, dương bong bóng với hàng chữ Welcome Home, rộn ràng đón mừng. Trong 4 tháng lưu lại Mỹ, Samat hay là Khải dự định đến thăm ông nội, năm nay 86 tuổi, định cư ở bang Texas.
Khi báo chí hỏi về trường hợp đứa bé năm xưa được đem nuôi thế nào, thì người cô tên là Trương Hồng nói là không rõ lắm, nhưng được biết là khi đó có một cặp vợ chồng trẻ người Thái mới mất đứa con gái sơ sinh 2 ngày. Một người đàn bà, không rõ là ai, mới nói là bà có một đứa bé trai và hỏi là họ có muốn nuôi không, thì cặp vợ chồng ưng thuận ngay với điều kiện là không được hỏi tung tích đứa nhỏ. Câu chuyện về cha con ông Trương Văn Hào đi đến kết thúc thật là tốt đẹp. Đây có lẽ là câu chuyện có ý nghĩa nhất cho người Việt tị nạn trên đất Mỹ trong dịp lễ tạ ơn này. Tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn Trời Phật đã cho cha con ông ta đoàn tụ với nhau sau mấy chục năm dài, chia cách vì hoàn cảnh trôi nổi của dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Qua Tình Đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.